Ok. Rồi một yếu tố cuối cùng nữa để cho cái việc lên chương trình tập á, là liên quan đến việc chọn bài tập. Chọn lựa bài tập như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Thì ở đây dưới cái bảng này người ta có phân ra cho từng cái level tập khác nhau. Ví dụ level 1, đây cho nói nôm na là 1, 2, 3 đi. 1 thì là sức bền và sự ổn định. Thì sẽ có những bài tập về đơn khớp, đa khớp và kiểm soát các mặt phẳng. Tức là khi chúng ta tập ở cái phase này, mình sẽ thường thấy những bài tập đơn giản và dùng ít số lượng khớp. Ví dụ như bicep curl, tricep pulldown nè, và calf raise. Hoặc là ví dụ squat, trên mặt phẳng, hoặc là squat trên những cái vật thể nó mất cân bằng một xíu, hoặc là single leg squat chẳng hạn. Nhưng nói chung là những động tác nó thật là đơn giản thôi, nó không có bùng nổ, không có high intense, hoặc là không có nhanh mà là chậm mà kiểm soát. Rồi còn bên strength thì cũng là những động tác về đa khớp và đơn khớp luôn, thì có thể dùng total body, nhưng ở đây người ta sẽ nhấn mạnh vào khối lượng để cải thiện sức mạnh thêm. Và những bài tập này bắt đầu thêm tạ thì những bài đó thường là những bài compound lớn. Rồi còn bên power thì hầu hết nó là những bài full body và đa khớp, multi joint đa khớp, và thêm cái explosive để tốc độ nữa, tăng cải thiện tốc độ và sức mạnh. Rồi để nhắc lại là khi thiết kế một chương trình tập á, cái đích cuối cùng mà mình hướng đến là an toàn và hiệu quả. An toàn và hiệu quả. Nếu một chương trình tập không đáp ứng hai yếu tố đó thì nó có vấn đề. Thì và quá trình mình tập á, nó sẽ là một cái đồ thị lên xuống liên tục, hình sin á, chứ nó sẽ không phải là một cái đồ thị chỉ có đi lên hoặc là chỉ có đi xuống, mà nó phải lên xuống để có quá trình tăng tiến và quá trình nghỉ, recovery. Recovery đó để quá trình tăng lên tiếp theo nó sẽ cao hơn cái ngưỡng trước đó. Thì mình có cái khái niệm là overcompensation. Trước hình như cũng có nhắc một lần. Compensation. Bồi thường quá mức. Tức là khi chúng ta tập đến cái ngưỡng chịu đựng, đến cái ngưỡng chúng ta chịu đựng, cơ bắp bị tổn thương, xương khớp bị tổn thương, dây chằng tổn thương gì đó, nhà là những cái tổn thương rất là li ti, rất là nhỏ trong cơ thể, nó chỉ gây ê hoặc là gây đau nhẹ, thì nó nhưng mà nó sẽ báo tín hiệu lên cho hệ thần kinh và cơ thể chúng ta điều chỉnh những cái hormone và hấp thu chất dinh dưỡng bên ngoài như thế nào để cho nó xây dựng thêm cái phần cơ bắp và những cái mô liên kết đó, cho nó quay quay ngược trở lại để bù đắp. Và ở đây không phải là bù đắp trở về ngưỡng trước đây, mà là bù đắp vượt hơn so với trước đây, để làm gì, để gọi là dự trù dự bị cho trường hợp lần tiếp theo chúng ta tập nó nặng hơn nữa. Cơ thể luôn chuẩn bị nhiều hơn so với cái kích thích mà chúng ta đặt lên nó, nên chúng ta mới có cái chuyện là mình tăng tiến. Mình tập bữa nay không nổi, nhưng bữa hôm sau mình tập thấy nó nhẹ hơn, mình tập thấy nó ok hơn, động tác mượt hơn, tạ nâng được nhiều hơn, hoặc là thêm rep, thêm set gì đó. Đó thì là quá đó gọi là quá trình over compensation. Nhưng mà nó không phải cứ tăng hoài liên tục, mà mỗi lần nó tăng như vậy thì cũng đồng nghĩa là cái căng thẳng, cái stress đó, nó cũng đặt lên cơ thể càng ngày càng tăng lên, nên chúng ta mới cần có cái recovery xuống để các cái hormone đó nó cân bằng lại, xong rồi cái hệ thần kinh mình cũng phục hồi, thần kinh phục hồi. Và để sau khi giai đoạn phục hồi đó thì nó giữ cái mức ổn định của sức mạnh sau khi tăng tiến rồi đó, nó giữ cái mức ổn định đó và sẵn sàng cho cái mức kích thích lớn hơn nữa. Thì đó là cách cơ thể làm việc. Và cái việc nghỉ ngơi ở đây mình thường dùng là gọi là nghỉ ngơi chủ động, tức là nghỉ có mục đích chứ không phải là đợi nó mệt quá mình mới nghỉ.
Tức là có những dấu hiệu rất là nhỏ như bắt đầu cảm thấy dễ bực trong người, hoặc là khó ngủ, hoặc là cảm thấy hơi đau mình này kia nọ đó, là chúng ta nên nghĩ đến chuyện phải nên nghỉ ngơi trước khi nó trở nên trầm trọng hơn cái việc mà nó đau ha, hoặc là trước khi nó bị chấn thương. Chứ khi mà chúng ta chấn thương rồi á thì chúng ta bắt đầu gọi đó là thời gian nghỉ á, nó không có ý nghĩa, tại vì đây là giai đoạn chấn thương rồi ha. Mình nghỉ ngơi chủ động, mình đưa chương trình nghỉ vào quá trình mình tập luôn, mình nghỉ trước khi nó bị có vấn đề. Thì nhưng mà mình cũng kiểm soát là mình nghỉ bao nhiêu đêm buổi, thì khi bắt đầu lại, khi tập lại thì mình sẽ áp vô như thế nào để cho nó không có bị tụt giảm cái hiệu suất của mình. Nếu mình nghỉ quá lâu thì nó lại ngược lại, nó lại giữ giữ ở cái mức level mà mình đang ở đó, hoặc là nó thậm chí lùi lại một hai bước chứ nó không có tăng tiến được ha. Thì đây là một cái quá trình mà phải lên xuống liên tục, có kiểm soát. Rồi, cách chọn bài tập, đây là ví dụ chọn các bài tập, ví dụ cho cái stabilization này á, về các bài full body, total body nè, thì mình có step up, balance to overhead press. Cái bài này các bạn có thể hình dung được bài này không? Step up, bước lên một cái hộp xong rồi cầm dumbbell đẩy qua đầu, đó là total body, là dùng cả thân dưới và thân trên. Thân dưới là bước lên, thân trên là đẩy. Rồi bài này, squat curl to overhead press, tức là squat xuống cầm hai cái dumbbell, tập curl lên xong đẩy qua đầu. Những cái bài này mình thấy nó hơi lạ đúng không? Ở ngoài có ai tập mấy bài này chưa? Total body. Có. À, đó. Thì đây là những bài mình cứ nghĩ đơn giản, đó là dùng hết tất cả các phần của cơ thể để thực hiện động tác thì nó gọi là total body vậy thôi. Rồi. Còn ví dụ đây, power là bài push press, two arm push press. Nó giống như bài overhead press nhưng ở đây khi chúng ta thực hiện push press á thì chúng ta phải khuỵu nhẹ cái gối xuống, để gọi là giống như cái plyometric á, mình lấy đà để mình đẩy mạnh hơn. Thì với cái bài push press này mình có thể đẩy được mức tạ lớn hơn so với lại mình đứng overhead press bình thường. Thì nó cũng mượn thêm cái lực của phần thân dưới cộng với thân trên nên mới gọi là total body. Rồi, ở đây những bài tập ví dụ, mấy bạn có tài liệu rồi thì có thể tham khảo. Ở đây là những ví dụ về multi joint hoặc là single joint. Single joint là một khớp ha, đơn khớp hoặc đa khớp, chúng ta sẽ dùng từ đó. Rồi. Đây. Để xem. Và những cách các bài tập mà chúng ta chọn lựa cũng như tất cả các kiểu tập khác đều dựa trên những cái đánh giá, những cái thông tin mà mình có của khách hàng, của cái người tập đó về công việc và chấn thương, về mọi thứ sức khỏe rồi tư thế, để mình lên một cái những cái bài tập phù hợp cho họ. Rồi, ở đây có nhắc sơ lại về cái balance balance hôm trước. Thì đây là cái mức độ tăng tiến của balance từ hai chân đến chân đến đứng kiểu chân trước chân sau, rồi split stand hoặc là đứng một chân, rồi có thể bắt đầu tăng tiến từ những mặt phẳng khác nhau như là đứng dưới đất và đứng trên cái form pad, rồi stability ball này kia nữa, tăng tiến dần. Rồi, đây mức độ tăng tiến của nó từ dưới đất đứng trên sport beam. Sport beam nó chỉ là một cái khúc gỗ thôi, khúc gỗ mình đứng lên khúc gỗ mình tập, thay vì đứng dưới đất đứng lên khúc gỗ. Half foam row là một nửa cái ống foam row. Rồi, bên này thì đối với phần low body, đứng hai chân trên mặt phẳng thăng bằng đến đứng chân trước sau trên mặt phẳng thăng bằng, xong rồi đứng một chân trên mặt phẳng thăng bằng, rồi tương tự quay lại với hai chân nhưng mà không thăng bằng trước sau một chân, và tay cũng vậy. Tức là đây là mức độ tăng tiến của bài tập. Nếu mình muốn cho bài tập khó hơn, ví dụ như khách hàng này đang cần muốn đốt thêm calo đi, mục tiêu họ muốn đốt thêm calo, bây giờ người ta tập squat ok rồi, bây giờ có thể có lựa chọn cho họ đứng trên sport beam, đứng để nó kiểm soát balance để đốt thêm calo, hoặc mình có thể cho họ đứng chân trước sau thực hiện squat, starter squat nè, starter squat đó, hoặc là single leg squat,
Đó cũng là một cách để làm tăng lượng calo để họ trong lúc họ kiểm soát thăng bằng đó, họ có thể đốt thêm nhiều calo. Đó đây là quá cách mình tăng tiến cái bài tập. Hoặc là đối với phần thân trên thì chúng ta dùng từ kiểu hai tay thì nó sẽ thăng bằng hơn so với là một so với là alternative là luân phiên, giống như đẩy overhead tay trái xong rồi tới tay phải. Tương tự có thể đẩy bench press, dumbbell bench press cũng vậy, đẩy lần lượt từng tay. Rồi khó hơn xíu nữa thì là single arm tức là đẩy một bên thôi. Rồi khó hơn xíu nữa là đẩy một bên và có kết hợp xoay ở cái cột sống, thì là cái cấp độ khó nhất của các động tác. Thì đây mình có thể đưa từng cái, cũng là một bài, ví dụ cũng là một bài squat, nhưng mà có rất là nhiều cái hình thức để mình thay đổi cho nó tăng tiến, cho nó khó hơn dần hoặc là giảm dần. Ví dụ mình cho họ đứng hai chân squat mà trên mặt phẳng không thăng bằng, họ làm không được, bắt đầu phải giảm xuống đứng một chân mà đứng trên mặt phẳng thăng bằng. Đó, đó là cái quy trình để mình kiểm tra và mình kết hợp vô chương trình tập cho nó phù hợp. Rồi, ở đây nhắc lại, hôm trước mình học repetition set và thời gian nghỉ intent. Tất cả cái thứ này gọi chung là volume. Và volume này á, nó volume và intent nó sẽ đi ngược với nhau. Thì intent hoặc là độ khó càng cao thì volume càng thấp, và ngược lại, nếu mà intent thấp thì volume phải cao thì nó mới đáp ứng đủ. Và cái mức intent và volume á, tùy theo mục đích của cái người đang tập đó như thế nào, mình sẽ áp vào cho nó phù hợp. Như cách đây hôm qua mình có đăng cái hình in body của mình á, tăng 3 kg trong 1 tháng. Thì đó là trong cái kế hoạch mình muốn tăng ký, tại vì mình tập strength một thời gian nó bị đứng đứng lại mức tạ không lên được nữa, tức là mình đã kích hoạt tối đa rồi. Bây giờ cách để tăng thêm sức mạnh đó, thì chúng ta phải gain thêm muscle mass, tức là tăng thêm mặt tròn luôn, tăng thêm cái lượng khối lượng cơ, không gian để tăng thêm sợi cơ, cái sợi trong cái sợi cơ thì mình phải tăng thêm cái body mass tăng lên, bắt buộc phải tăng cái khối lượng cơ nạc lên, thì bắt buộc phải tăng ký. Lúc này tăng ký lên thì mình sẽ lúc này mình không còn tập kiểu mà một bài hoặc hai bài quá nặng kiểu squat hoặc deadlift nữa, và không kiểu tập nhiều set nữa, mà mình bắt đầu chuyển sang tập theo kiểu ví dụ 4 hoặc là 5 set của 8 rep. Thì số rep đó là nó cao hơn, nó ở mức trung bình để nó hypertrophy. Và sau những cái buổi tập sức mạnh đó, mình có kết hợp tập thêm những cái cơ cục bộ, ví dụ như single leg squat, hoặc là đối với phần thân trên mình tập đẩy ngược thêm với dumbbell chẳng hạn. Còn nếu bình thường như trước á, mình chỉ đẩy barbell một bài một tập một tiếng xong đi về là hết, là thuần về strength luôn. Còn bây giờ đang kết hợp giữa strength và hypertrophy để nó giữ được cái mức sức mạnh tăng chậm cộng với việc tăng cơ. Thì sau 1 tháng nó lên được 3 kg, thì bây giờ kế hoạch tiếp theo là mình sẽ giữ cái mức cân nặng ở đây và tiếp tục tăng strength lên, tại vì mình không muốn tăng quá nhiều cái cân nặng mà nó không mang lại lợi ích gì. Thì mình sẽ kiểm soát cái mức này. Đó. Thì ví dụ khi các bạn lên kế hoạch tập cho khách hoặc cho bản thân thì mình cũng phải nghĩ đến số set, số rep, tùy từng giai đoạn nó sẽ khác nhau như thế nào như vậy. Rồi. Tiếp theo là cách chia những cái thông số trên trong cái chương trình tập. Thì ở đây chúng ta có ba cái mốc, gọi là ba mốc thời gian chính. Ở đây người ta có annual plan, tức là kế hoạch khoảng nửa năm, 1 năm, thường là 1 năm. Ví dụ đối với những người tập luyện thi đấu chuyên nghiệp hoặc là tập luyện nghiêm túc, mình sẽ có kế hoạch 1 năm, giống như là giai đoạn từ tháng mấy đến tháng mấy, mùa xuân hoặc mùa hè gì đó, mình là ở giai đoạn tập tăng cơ. Rồi bắt đầu sau đó 3 tháng, 6 tháng thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn tập sức mạnh. Rồi những tháng cuối mình sẽ tập kiểu
kỹ thuật hoặc bùng nổ gì đó để đạt được cái peak performance của mình thì cần có một cái annual plan. Annual plan các bạn có thể note vô ha. Thì trong cái annual plan này á, nó sẽ chứa cái monthly plan là kế hoạch của một tháng, thì trong tháng đó có bao nhiêu tuần. Annual plan thì nó chứa gồm cả tháng và cả tuần, còn trong cái tháng này thì nó chứa bao nhiêu tuần. Và weekly plan thì trong cái tháng này nó chứa, ý trong cái tuần này nó chứa bao nhiêu buổi tập và những buổi đó tập cái gì. Đây ví dụ hình ảnh minh họa cho annual plan. Annual plan ví dụ ở đây phase, ở đây là mình có phase, từ phase 1 đến phase 5. Thì ví dụ tháng 1 mình đặt ở phase 1 thì sau khi hết 4 tuần khách hàng đã thích nghi được, mình sẽ tiến lên phase 2 và tiếp tục tăng lên phase 3, 4, 5 chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu khách hàng chỉ dừng ở mức độ muốn tập tăng cơ bắp hypertrophy thì họ không nhất thiết phải tập strength. Họ có thể dừng ở mức hypertrophy thôi. Thì có thể họ sẽ tập 1, 2, 3 xong lại quay xuống 1, 2, 3 rồi 1, 2, 3. Đó là cái cách để lên xuống cái chương trình tập. Các bạn có hình dung được không? 1, 2, 3 ở đây tới hypertrophy nè. Rồi xuống quay lại 1, 2, 3 hypertrophy nè. Để cho cơ thể nó có thời gian nó deload, nó nghỉ rồi nó quay lại. Và không nhất thiết phải là luôn là 4 tuần, 4 tuần mà nó sẽ có thể cái phase 1, phase 2 này có thể dao động mỗi cái 1 tuần hoặc 2 tuần tùy theo cái khả năng thích nghi của cái người khách hàng đó. Hoặc bây giờ đối với khách hàng nếu muốn tập phát triển về strength đi thì ở level 4 thì bắt đầu mình tập 1, 2, 3, 4. Cứ mỗi một một cái phase như vậy á mình cho 4 tuần. Thì đến tháng thứ tư mới kết thúc thì có thể họ sẽ không cần quay lại cái chỗ stabilization này, hoặc họ chỉ quay lại ở một số cái ví dụ như người này yếu, ví dụ như mình yếu khớp gối thì mình mới quay lại tập squat ở những cái bài hỗ trợ khớp gối phase 1 đây, nhưng những cái bài về ngực về lưng này kia mình vẫn tập tiếp tục từ phase 2 phase 3 trở lên đó. Nó rất là đa dạng cái biến số mình có thể linh động được. Nhưng đây là cái gì? Đây là cái các bạn nên có để mình nhìn rõ được kế hoạch mình như thế nào. Hoặc là đối với người khách hàng hoặc người tập luyện, mình hướng dẫn họ có thể mường tượng hình dung ra được họ sẽ đi đến đâu, họ sẽ đang ở đâu và đi đến đâu, kiểu như vậy. Thì cái chương trình tập nói nôm na nó như một cái bản đồ để mình định hướng để mình đi cho mình không có bị lạc đường thôi. Tại vì nếu bây giờ mình tập mà theo cảm xúc đó, thì đôi khi nó sẽ đôi khi có những lúc mình cảm thấy mệt quá mình không thể push thêm, nhưng mà trên kế hoạch nếu có kế hoạch rồi thì mình biết đến giai đoạn này mình nên push thì mình sẽ tiếp tục mình cố gắng rồi sau đó mình sẽ nghỉ, và mình nghỉ bao lâu thì mình cũng đã được tính ở đây. Và lúc mà mình ngồi lại mình tính cái này á thì mình sẽ gọi là mình luôn cảm thấy nó sẽ tỉnh táo và nó sao ta, nó minh mẫn hơn để tính những con số này và sắp xếp nó có chiến lược, có ý nghĩa rõ ràng hơn so với là mình làm theo cảm xúc. So với là mình làm theo cảm xúc thì kiểu mình tập mình thấy cần lên cái mình lên, còn cảm thấy không được cái mình xuống chẳng hạn vậy đó. Rồi thì trong cái monthly and weekly plan, ví dụ trong monthly plan á, kế hoạch tháng á, thì nó có 4 tuần và mỗi tuần nó có từ thứ hai cho đến chủ nhật đó, thì mình tập buổi nào mình sẽ đánh dấu vào và tùy theo phase nào. Bên cạnh đó cũng có cardio và đánh giá lại, mình cũng sẽ đặt cột mốc để mình đánh giá lại về các cái tư thế, ví dụ khách hàng cần fit những cái điểm yếu nào đó trên cơ thể hoặc họ đang bị mất cân bằng đó, mình sẽ reassessment lại luôn. Và như như mình cũng hay nói là cơ thể chúng ta luôn bị mất cân bằng, nên cái việc đánh giá lại là cần thiết, mặc không cần biết là bạn tập bao lâu nhưng lâu lâu vẫn phải đánh giá lại cơ thể mình, tại vì nó sẽ bị căng cứng chứ nó không thể nào lúc nó sẽ không thể nào luôn hoàn hảo hoặc luôn perfect hoặc là optimal được cái khả năng được. Rồi
Ở đây là cái tên gọi mà phổ biến hơn của ba cái dạng chương trình tập theo cái thời gian này á, là tương tự như là thời gian tập theo năm á, người ta hay gọi là macro cycle, rồi theo tháng thì họ gọi là meso cycle, và weekly thì họ là micro cycle. À, nhớ cái hình này thôi. Thì sau này mình gặp annual plan mình sẽ tự động hiểu nó là macro cycle. Bạn nào đi thi có thể nó cũng ra những câu như vậy, giống như nó sẽ hỏi macro cycle là gì, rồi anh đưa ba cái đáp án này ra đó. Và ví dụ nó hỏi meso cycle nằm là kế hoạch bự hơn hay nhỏ hơn macro cycle hoặc so với micro cycle chẳng hạn như vậy, thì bạn nào thi thì lưu ý mấy câu hỏi như vậy. Rồi việc lên kế hoạch để maximal được tối ưu hóa được cái khả năng thích nghi cũng như hạn chế tối đa cái việc overtraining, bởi vì overtraining dẫn đến fatigue cũng như là chấn thương, nguy cơ chấn thương. Còn bạn nào chưa chấn thương thì nên tham khảo ý kiến những bạn đã chấn thương rồi để biết cảm xúc như thế nào để tránh. Duyên mốt có chia sẻ gì có thể chia sẻ trong group nha Duyên. Ok. Ok. Mình cũng từng bị chấn thương lưng dưới lúc deadlift ngu nên mình cứ nhắc hoài vụ chấn thương. Rồi, tiếp theo cái OPT model này. Ở dưới đây sẽ là năm cái mẫu theo từng cái phase, theo năm phase của nó để chúng ta dễ hình dung. Ví dụ người tập stabilization. Stabilization ở đây. Rồi. Ở phase stabilization này mình cải thiện cái gì? Mình cải thiện, ghi chú lại, ở những bài trước cũng có nói rồi nhưng mà nhắc lại thôi, ghi chú là tập luyện core, ổn định khớp, rồi cải thiện khả năng cân bằng của cơ bắp, cải thiện độ ổn định và cơ bắp ở vùng core, hạn chế chống lại các việc overload những cái mô liên kết, và kiểu tập cho nó mạnh lên những cái mô cơ và mô liên kết của mình và cơ xương khớp dây chằng đó, để cho nó chuẩn bị những cái level khó hơn tiếp tiếp theo. Rồi cải thiện cardio và cách cardio và kiểm soát hệ thần kinh cơ. Đó đó là chức năng của phase 1. Và có tập luyện được những cái movement pattern là những cái chuyển động cơ bản và đúng kỹ thuật. Ha, đây là mục đích của phase số 1. Phase số 1. Đối với những người mới tập chưa biết gì thì chúng ta tập trung vào phần này nhiều lên. Rồi, tập với intent thấp với số rep cao. Nhấn mạnh vào phần core và ổn định khớp cho họ. Rồi, tiếp theo. Rồi. Bài tập sẽ tăng dần, và bài bài tập ở cái phase này á, sẽ tăng dần độ khó, và như nãy chúng ta có cái hai cái bảng mà cách để tăng dần độ khó lên rồi đó, thì từ dùng hai hai phần của cơ thể cho đến từng bên cho đến mặt phẳng cân bằng hoặc không cân bằng gì đó, và mục đích là để họ kiểm soát khả năng chuyển động và các mô liên kết, nên dù cho đứng trên mặt phẳng không thăng bằng hay là làm với động tác ví dụ overhead một bên đi thì họ vẫn phải giữ được cái posture với lại cái balance đúng với kỹ thuật thì mới đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn, chứ không phải là bắt đầu tập kiểu trên mặt phẳng không thăng bằng cái squat nó sai kỹ thuật hoặc là đẩy overhead mà phải nghiêng người qua đẩy thì nó lại không đúng. Rồi phase này thì phù hợp cho hầu hết tất cả mọi người nhằm phát triển hệ thần kinh cơ, hiệu quả thần kinh cơ cho người khỏe mạnh, người già hoặc là người những người mà có vấn đề sức khỏe chẳng hạn cũng có thể tập. Ừ. Nên ai cũng có thể tập luyện được. Rồi.
phase 1 này, stabilization, stabilization error. Stabilization, từ từ để mình xem. Stabilization, ok. Stabilization này, phần 1 của nó là nó nói về stabilize endurance strength, cải thiện. Ở đây chỉ nhắc là chúng ta trước khi tăng, trước khi tăng độ khó, trước khi bước qua phase tiếp theo, nên hoàn thành những cái mục tiêu mà cái phase này yêu cầu. Như cũng giống cái mục tiêu hồi nãy, ổn định, cải thiện sự ổn định khớp, cơ và kiểm soát cơ thể, phần core. Rồi. Thì ở đây là cách chia số lượng buổi tập. À đây là, ở đây các bạn có thể thấy cái dòng trên cùng là các cái thông số mình học ở cái bữa hôm trước. Và đây là các cái phần mà các bài học trước về từng cái thành phần element của Phoenix chúng ta có thể add vào cái chương trình tập. Và đây là cái phase số 1, phase stabilization. Như đây, số rep, lấy phần core đi, lấy core làm ví dụ. Ở đây rep từ 12 đến 20 rep. 12 đến 20 rep cho phần stabilization, các bạn nghĩ tập bài gì mà 12 đến 20 rep? Hai mấy bạn, chúng ta có thể tập bài gì? Có cái bài matching nha anh. Matching, ok. Đó. Đó thì có thể lật lại cái bài core về cái phase này luôn. Thì mình lấy những bài trong đó. Bài matching, lưu ý là phần core của stabilization là mình đang tập cho phần local với global, là nó sẽ không di chuyển quá nhiều ở cái vùng core. Nên lúc thực hiện động tác, core phải ổn định. Chúng ta có thể tập bài bear crawl nè, bird dog nè, dead bug nè. Đó là những bài rất là phổ biến để tập. Hoặc là cat camel nè. Đó. Thì chúng ta sẽ tập số rep dao động đây, 12 đến 20. Thực hiện từ 1 đến 4. 1 đến 4. Và cái tempo rất là chậm, slow thôi. Để họ làm gì? Họ kiểm soát. Họ kiểm soát chuyển động. Được chưa? Rồi, intent ở đây là không có. Thường là sẽ dùng body weight thôi. Không có quá nhiều. Thời gian nghỉ 0 đến 90 giây. 1, 0 đến 1 phút rưỡi. Tập từ 2 cho đến 4 tuần. Tùy theo khả năng thích ứng của người tập. Rồi. À, no, không, đây 2 đến 4 lần một tuần, 2 đến 4 lần một tuần và từ 4 đến 6 tuần. Rồi, số lượng bài tập ở đây từ 1 đến 4 bài. Không cần quá nhiều, không phải cần tập core tới 6 bài, 8 bài làm gì. Chia ra có thể 2 bài, 3 bài vẫn ok ha. Thì tương tự chúng ta có thể áp dụng với những cái mục tiếp theo phía dưới. Riêng ở đây phần plyometric và SAQ á, vì nó không thật sự phổ biến, tại vì thường những người vận động viên họ mới tập những cái về phản xạ và những cái về tốc độ nhiều, thì họ có thể họ add vô. Còn nếu mà đối với người tập bình thường cho khỏe hoặc là không mục tiêu cải thiện những cái về phản xạ này á, thì có thể bỏ nó ra cũng được. Và lưu ý khi thực hiện add vô cái plyometric và SAQ á, phải đảm bảo là cái phần core và balance đã được tập luyện trước rồi. Phải đảm bảo để hạn chế bị đau lưng, bị sai lệch tư thế ha. Đó là lưu ý. Rồi, đối với phần strength. Phần strength thì ở đây nói chung về strength thì chúng ta có ba cái là strength endurance, là sức chịu đựng, sức mạnh. Sao ta? Strength endurance, sức chịu đựng á, sức chịu đựng của cơ bắp. Thứ hai là kích thước cơ bắp và thứ ba là sức mạnh tối đa của cơ bắp. Rồi. Khi chúng ta tập luyện những cái phần ở strength này thì nó cũng một phần củng cố cho cái stability của mình, cái sự ổn định của mình. Tức là nó luôn tương hỗ cho nhau. Cái phase 1 sẽ hỗ trợ cho phase 2 và ngược lại phase 2, phase 3 sẽ hỗ trợ ngược lại phase 1 tốt hơn. Đó lý do một số bài tập thời gian đầu mình tập, nhưng bây giờ mình không cần quay ngược lại đó tập nữa. Ví dụ bây giờ mình có thể đẩy ngực được số lượng tạ nhiều rồi, mình thấy bài chống đẩy rất là đơn giản. Nhưng mà ban đầu bài chống đẩy, ví dụ nó là nền tảng cho sức mạnh phần thân trên đi, thì mình thấy nó khó.
Nhưng sau thời gian cơ thể mình mạnh lên thì nó đã có được cả ổn định và sức mạnh rồi. Đôi khi mình có thể vẫn quay ngược lại tập chống đẩy để có thể tạo độ khó bằng cách chống đẩy trên ban bô su hoặc là chống đẩy một tay cao tay thấp để thử thách cái sự cân bằng cho cơ thể hoặc là tập cái sự ổn định chẳng hạn. Thì nó luôn hỗ trợ qua lại lẫn nhau như vậy. Nhưng từ thấp lên cao thì phải đảm bảo cái phần thấp mình đã hoàn thành rồi thì mình mới lên phần cao chứ đừng nhảy qua. Ok. Phải học từng bước thôi. Rồi, lúc này ở cái phase strength này chúng ta sẽ đặt thêm áp lực lên cơ thể và mục đích là tăng kích thước và sức mạnh. Bên cạnh đó, nó còn giúp đốt calo nhiều hơn. Đốt calo nhiều hơn và trong khi mình tăng cơ bắp, tăng sức mạnh đó thì khối lượng cơ càng nhiều thì BMR chỉ số đốt calo chuyển hóa của mình cũng càng tăng theo. Và một cái nữa là nó sẽ giúp tăng mật độ xương. Tăng mật độ xương. Này khá quan trọng nè. Tăng mật độ xương đối với người lớn tuổi. Đối với người lớn tuổi thì hạn chế loãng xương hoặc là đối với phụ nữ sau sinh chẳng hạn, hạn chế loãng xương. Thật ra là lão hóa thì ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Nên giống như hiểu thì để mình để hạn chế được cái việc mình bị mất bằng cách mình cố gắng giữ nó lại, giữ những cái mình có hoặc là xây được thêm thì tốt. Đó là những cái lão hóa là việc phải xảy ra chứ không thể nào mình tránh khỏi hết. Rồi. Rồi đối với phase strength này, chúng ta sẽ tăng được khả năng cơ bắp, sức mạnh của phần hông và phần cột sống dưới tác động của khối lượng lớn. Ví dụ như chúng ta thực hiện squat, deadlift, bắt đầu mình bỏ thêm tạ lên. Ban đầu mình chỉ squat, goblet squat hoặc là với cái bar không. Sau này bắt đầu mình lót tạ thêm. Thì những cái tạ thêm đó nó tăng thêm áp lực đặt lên cơ thể thì cũng giúp tăng số lượng cơ, kích thước cơ và sức mạnh xương khớp luôn. Rồi. Bên cạnh đó nó còn tăng gì? Tăng sức chịu đựng của mô liên kết. Rồi, tăng được cái volume của training, tăng được volume. Volume training ở đây ý nghĩa nó giống như tăng được cái capacity á, tăng được cái sức chịu đựng của cơ thể lên đó. Ví dụ hồi trước tập volume gọi là volume thấp, intense cao, tức là cùng là mức tạ, ví dụ 20 kg nhưng tháng này mình đẩy mình cảm thấy intense nó cao, mình đẩy được có 5 cái, volume thấp 3 set. Nhưng mà qua tới tháng sau, 2 tháng sau mình thấy volume nó trở lại thấp là mình đã cải thiện được cái volume lên. Tức lúc này mình đẩy 20 kg đó, mình có thể đẩy được 8 cái chẳng hạn vậy, thì là mình đã cải thiện được volume. Duyên hiểu này không Duyên? Có khó hiểu không? Có hiểu mà. Ok. Ok. Rồi. Bên cạnh đó cải thiện được nhu cầu sử dụng năng lượng ATP, PC và glycolysis. Giúp việc gì? Giúp cho giảm cân và tăng cơ bắp, tăng kích thước cơ. Và khi tập luyện sức mạnh, chúng ta còn tăng được khả năng kích hoạt một neuron thần kinh để phát lực lớn hơn. Đối với những người tập maximal strength đó, giống mấy bạn tập powerlift thì lúc này khả năng kiểm soát kích hoạt cơ bắp họ tốt hơn so với các kiểu tập khác. Rồi đây là một cái ví dụ theo NSM, theo NSM ha. Mọi người có thể thiết kế một cái chương trình tập riêng theo khung của mình, của bản thân mình. Còn đây là cái của NSM họ đưa ra các cái chương trình cần tập dựa theo cái số lượng thôi, cái bảng ở trên đó thì họ đưa ra những bài tập như sau: phase, tên tuổi ngày tháng tập, mục tiêu của khách hàng, phase nào, phase 1. Rồi trong warm up thì có cái gì? Có SMR nè, có static stress nè, hết, không có dynamic ha. Hôm trước mình học về SMR, mình có về cái flexibility á, mình biết cái đó rồi, chưa đến giai đoạn dynamic. Rồi đối với cardio thì đi 50 phút thôi. Đó, tất cả các bài hôm trước mình sẽ gom stabilization lại với nhau bỏ vô đây thì nó thành một cái chương, cái phase tập của stabilization. Phần core cũng vậy, core mình tập những bài thuộc phase stabilize ha,
hoặc là balance, single leg balance read nè. Squat jump with stabilization. Cái SAQ này là ai thích thì tập, không thích thì thôi. Tương tự resistance. Hôm trước học về resistance, mình cũng nói có nói là bao nhiêu set, bao nhiêu rep. Rồi stable như thế nào? Đây. Đó, đây là ví dụ. Thì tương tự, chúng ta xuống dưới có phần strength và power này kia thì cũng sẽ tương tự như vậy. Đối với strength endurance, mình sẽ kết hợp kỹ thuật tập superset. Superset một bài sức mạnh bình thường cộng với một bài stable exercise này, là một bài về trên mặt phẳng không thăng bằng á, để làm cái gì, để cho lúc này cơ bắp bắt đầu hơi mệt á, thì họ dùng cái mặt phẳng không thăng bằng để cho gọi là thách thức cơ thể giữ được thăng bằng. Thì khi tập được cái này, mình sẽ cải thiện được khả năng chịu đựng của cơ bắp cũng như khả năng thăng bằng của cơ thể, sự ổn định của cơ bắp. Mấy bạn nghe có rõ không? Có một bạn nói mạng yếu quá.